bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật hướng bài bạch trên sư phụ. Kính bạch đến quý thầy, kính thưa đại chúng, sáng hôm nay con xin phép có đôi phút cùng nói chuyện với đại chúng. Thì vừa rồi sư phụ có tặng cho đại chúng bộ sách Gieo hạt cùng vị nhân, trong đó con có đọc một số câu chuyện rất là hay. Thì sáng hôm nay con xin kể ra một câu chuyện. Với góc nhìn thiện cảnh của chúng con xin được phân tích câu chuyện đấy. Câu chuyện là như thế này. Trong một buổi hội nghị bàn tròn về những vấn đề hòa bình và tôn giáo, có Đức Đạt Lai Đạt Ma cùng tham dự. Trong giờ lúc mà giải lao thì có một người học giả người Brazil đến mới hỏi Ngài Đức Đạt Lai Đạt Ma rằng: thưa Ngài, tôn giáo nào là tốt nhất? Thì với suy nghĩ của người học giả này á, sẽ nghĩ rằng Đức Đạt Lai Đạt Ma sẽ trả lời là Phật giáo Tây Tạng, bởi vì Đức Đạt Lai Đạt Ma là xuất thanh từ Tây Tạng, hoặc là một tôn giáo nào đó ở phương Đông. Nhưng với suy nghĩ trong giây lát của Đức Đạt Lai Đạt Ma thì Ngài mới trả lời với vị học giả này rằng: tôn giáo nào làm anh gần đến cái sự lương thiện hơn, và tôn giáo nào làm anh ngày một tốt hơn, thì tôn giáo đó là tôn giáo tốt nhất. Lúc này với sự bối rối và mắt bình tĩnh của anh học giả này, với cái sự trả lời rất là khôn ngoan thông minh của Ngài, thì chàng mới hỏi tiếp: vậy thưa Ngài, thế nào là tôn giáo tốt nhất? Thì Đức Đạt Lai Đạt Ma mới trả lời rằng: tất cả cái gì mà làm anh biết thương cảm hơn, biết theo lẽ phải hơn, biết từ bỏ hơn, dịu dàng hơn, nhân hậu hơn, có trách nhiệm hơn và có đạo đức hơn, thì tôn giáo đó biến anh thành một người tốt nhất, và tôn giáo đó cũng là tôn giáo tốt nhất. Qua câu chuyện chúng ta thấy được cái sự khôn ngoan, tỉnh táo và thông minh của Ngài khi giải quyết một vấn đề. Cách trả lời của Ngài có thể không làm mất lòng một ai cả, bởi vì vợ đứng phục trên phương diện một người hỏi, dù bất kỳ một tôn giáo nào, khi được nghe câu trả lời đó vẫn hài lòng và vẫn cảm thấy vui hoan hỷ và xây dựng niềm tin về tôn giáo mình đang theo. Điều quan trọng ở đây không phải là chúng ta đang theo tôn giáo nào, nhưng mà tôn giáo nào có thể làm cho chúng ta đổi nhanh xử thế với gia đình mình, với bà con mình, với xã hội một cách tốt đẹp, một cách đắc nhân tâm, thì tôn giáo đó dần dần biến chúng ta thành những người tốt đẹp nhất. Theo tinh thần Phật giáo của mình, không phải là chúng ta là những người theo đạo Phật rồi mình nói tốt cho đạo Phật. Nhưng thế giới, Liên Hiệp Quốc đã công nhận Phật giáo mình là tôn giáo tượng trưng cho sự hòa bình của nhân loại, bởi vì đạo Phật thể theo tinh thần của sự từ bi, bình đẳng và trí tuệ. Không có đức giáo chủ nào có thể đặt mình ngang hàng với tất cả chúng sanh. Đức Phật từng khẳng định rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Và khi Ngài thành đạo, Ngài độ tất cả các hàng đệ tử, dù người đó có quá khứ đen tối như thế nào, nhưng khi đến với đạo Phật, người đó cũng có cơ hội được sửa sai, được làm lại từ đầu, và cũng có thể chứng đắc quả vị giải thoát. Và hơn hết nữa, đạo Phật luôn tôn trọng cái quyền được sống của muôn loài, không những là con người mà còn tất cả các loài chúng sanh vô tình và hữu tình khác. Bên cạnh đó, đạo Phật luôn đề cao cái tính giải thoát, một trí tuệ siêu việt hướng con người đến quả vị giải thoát giác ngộ. Đôi khi chúng ta là những tín đồ theo Phật giáo, nhưng trong một phút say mê nóng cạn nào đó mà chúng ta quên đi rằng cái đạo Phật của mình, chúng ta theo tiếng gọi con tim, chúng ta dễ dãi từ bỏ cái đạo của chúng mình để rồi theo một cái tôn giáo khác. Cái tình cảnh này hiện tại xã hội đang gặp rất là nhiều. Ngay như bản thân gia đình chúng con cũng từng đối diện với cái hoàn cảnh như thế. Đó là người em trai của con, nó từng thương một người tôn giáo bạn. Thì lúc đó nó có về hỏi ý kiến con là: em nên như thế nào đấy anh? Em có nên tiếp tục hay là từ bỏ? Thì theo quý vị Phật tử, nếu như trong gia đình quý vị có một người con, người em mình muốn lấy một người tôn giáo bạn, thì quý vị sẽ giải thích và khuyên răn con em mình như thế nào?
Giờ phút này chúng con xin mời một quý vị Phật tử lên để trả lời quan điểm của mình ạ. Xin mời chú Hoàng tập sự. A Di Đà Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, thì qua câu hỏi của thầy Lực thì con xin được trả lời. Nếu như gia đình con có một người anh, người em hoặc là người thân nào đó có tình cảm với lại một người bạn đạo, thì con sẽ khuyên là nếu mà thật sự mà chúng ta yêu nhau thì chúng ta cần phải tôn trọng cho nhau, chứ không bắt buộc bên nào phải theo bên nào cả. Thì nếu như bạn đời của mình tôn trọng mình thì sẽ để cho mình được tự do tôn tín ngưỡng tôn giáo, chứ không phải bắt buộc hay là ràng buộc mình vô một cái thế nào cả. Chúng con muốn nghe quan điểm của một quý thầy quý sư đệ. A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy cùng đại chúng. Thì con cũng có đứa em trai. Trước đây thì em chúng con có quen một cô gái thì cách nhà con khoảng 10 cây số. Thì nơi đó thì có một đạo khác rất là phát triển. Ai mà kinh tế khó khăn khi vô đạo thì được cho một hoặc hai công đức. Cho nên những cái người nghèo đó người ta vô đạo cũng nhiều. Thì em con có thỏ thẻ rằng em muốn lấy cô gái đó theo đạo đó. Thì con nói lấy thì cũng được, thời buổi này thì không có cản. Nhưng mà mình tu theo đạo Phật rồi, từng theo thầy lên chuồng Pháp Quy Y rồi, mà bây giờ mai mốt mà mình qua bển mình đi học giáo lý, rồi mình ở bên bển là mình cứ cái gì cũng theo người ta hết, thì nó mất cái uy của người đàn ông đi. Cho nên mình hãy nói với vợ mình là thôi đạo ai nấy giữ, nhưng mà cái gì chung thì chung, nhưng mà ai có quyền hơn thì ai có tình thương hơn, ai đảm nhận công việc gia đình hơn thì có thể sau này con sẽ theo đạo người đó. Còn mình nói trước vậy, nhưng mà mai mốt mà sống chung á, mình thỏa thẻ mình nói với vợ mình thôi đạo Phật cũng tốt, đưa người ta đến giác ngộ giải thoát. Em thấy anh là lo cho gia đình này kia vất vả này kia, mà anh còn biết tu tập, không có uống rượu, không cờ bạc. Thì nếu mà em tu theo anh thì anh cũng vui lắm. Thì con có nói rằng thì mình cưới nó về thì nhà mình xây, kinh tế mình lo, thì mình làm thêm một cái phòng thờ nữa, mình tu tập, mình tu riết thì bảo đảm vợ con mình nó từ từ cũng tu theo thôi. Mình lấy cái sức mạnh của tình thương nè, lấy sức mạnh của sự cán đáng gia đình, thì từ từ mình sẽ cảm hóa người ta. Nói thì nói đạo ai nấy giữ, nhưng mà quý vị Phật tử phải nhớ nha, khuyên con khuyên cháu mình rằng mình sẽ đi từng bước, từ từ mình cảm hóa con cháu mình bằng mọi cách để cho họ có thể đưa những người bạn đời hoặc những cái đứa con sinh ra đi theo đạo Phật tu tập. Xin chúc mọi người tràn đầy sức khỏe. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy Tâm Hạnh ạ. Thì chúng con cũng đã rơi vào trường hợp như thế, là đứa em trai con nó đã thương một người tôn giáo bạn. Lúc đó nó đến chùa nó hỏi con, nó anh Lực, thì em có thương người ta rồi, giờ sao? Lúc này nó hỏi con là có nên tiếp tục hay không, hay là từ bỏ. Lúc này con không có khuyên nó nên tiếp tục, và cũng không khuyên nó nên từ bỏ. Bởi con thiết nghĩ nếu như mình khuyên nó tiếp tục, thì thứ nhất mình là một hành giả tu theo Phật, mà mình ủng hộ em mình theo một tôn giáo mới, thì thứ nhất mình có lỗi với Đức Phật. Và thứ nữa, nếu như em nó lấy người đó, sau này nó không hạnh phúc, rồi nó quay lại nó trách ngược mình, do hồi xưa anh tán đồng, anh cho tôi theo người ta, giờ tôi đau khổ quá, rồi trách ngược lại mình. Và nếu như mình ngăn cản nó, mình nói không được theo nó, thì nó cùng sau này nó không hạnh phúc, nó còn đổ ngược cho mình, nói hồi xưa tôi thương người ta, anh không cho tôi thương, anh không cho tôi lấy. Nó đau khổ, nó còn trách mình, mà nó hạnh phúc, nó còn trách mình. Đến lúc đó con dùng biện pháp là mình giải thích, đưa ra cái quan điểm của mình, để sau đó cho em nó tự quyết định. Thì con mới nói rằng em suy nghĩ đi, đã học lịch sử rồi,
đạo Phật chúng ta là một đạo Phật truyền thống của ông bà, không phải chỉ ở đời cha đời mẹ, mà ngay cả thời Lý thời Trần thì đất nước Việt Nam đã theo một truyền thống đạo Phật. Không những vua quan mà tất cả quần thần danh chúng đều theo đạo Phật cả. Thì qua đây cho chúng ta thấy ông bà tổ tiên chúng ta đã có nguồn gốc theo đạo Phật rồi, thì cớ vì sao chúng ta hôm nay là thế hệ con cháu chúng ta lại phá hủy đi cái truyền thống tốt đẹp đó? Đó là cái thứ nhất. Và cái cách thứ hai là mình xem xét lại cái đạo Phật của mình và các cái tôn giáo khác. Có cái tôn giáo nào mà thể hiện sự từ bi và trí tuệ và nhân đạo như đạo Phật chưa? Nếu như em thấy đạo nào cũng tốt thì cớ vì sao khi họ truyền giáo họ dùng mẫu để bắt những người tín đồ để theo đạo của họ? Thì ta thấy nếu như một tôn giáo mà đem đến sự chiến tranh, sự đau khổ cho muôn loài thì đạo đó có liệu tốt hay không? Và thứ nữa, nếu như người đó thương em và em thương người đó, sao trước khi thương nhau chúng ta không tìm hiểu kỹ cho nhau? Mới quen biết nhau thì mình hỏi nhau là anh theo đạo gì, em hả em theo đạo gì. Nếu như chúng ta cùng một đạo thì chúng ta dễ dàng tiến tới cái sự yêu thương, hôn nhân, gia đình. Còn nếu như ngay từ đầu đã biết người đó không phải là đạo của mình rồi thì chúng ta nên từ bỏ ngay từ đầu. Đó là lỗi do chính mình, để thương nhau quá rồi chúng ta gây khó xử cho bản thân. Và thứ đến là lỗi một phần do cha, do mẹ. Cha mẹ đi chùa là một Phật tử thuần thành, nhưng lại không hướng dẫn con em mình tu tập, không hướng dẫn con em mình đến chùa để học những điều hay, để học hỏi về cuộc đời Đức Phật. Nếu như chúng ta xây dựng một niềm tin vững chắc thì không có ai bao giờ dễ dàng từ bỏ đạo mình cả. Bởi vì cái niềm tin chúng ta quá kém nên dễ dàng đánh mất niềm tin mình và dễ dàng cho con em mình theo một tôn giáo mới. Và khi yêu nhau á thì ai cũng mong muốn hạnh phúc cả, nhưng khi mà mình đến được với nhau rồi á thì gặp muôn trùng sự đau khổ với nhau. Cũng chính vì thế ban đầu á thì tình yêu chúng ta có thể rộng lớn, có thể bao dung, có thể là nói cứ thương nhau đi, cứ lấy nhau đi, về đạo ai nấy giữ. Nhưng liệu rằng có được hạnh phúc hay không, khi mới yêu nhau thôi chúng ta đã gặp sự ngăn cản của gia đình, của họ hàng hai bên, của xã hội dị nghị, ngay ban đầu đã gặp những đau khổ, những trở ngại như thế, thì hỏi sau này chúng ta tiến sâu vào hôn nhân thì thử hỏi chúng ta có hạnh phúc hay không. Ngay từ đầu đã có sự đau khổ rồi thì cả một hành trình phía sau chắc chắn sẽ có rất là nhiều sự đau khổ đang chờ đón chúng ta. Và thứ nữa, nếu như ban đầu mình có một tình thương lớn, có thể bao dung được người yêu mình với vợ mình có thể bảo vệ họ trong cái gia đình của mình, trong cái dòng họ của mình, nhưng sau này những áp lực của cuộc sống bởi cơm áo gạo tiền, bởi con, bởi vợ, bởi dòng họ hai bên, chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Và những lúc mệt mỏi như thế, chúng ta liệu rằng có đủ tình thương để bao dung cái người mình thương hay không? Cái người mà mình thề non hẹn biển rằng sẽ suốt cuộc đời bảo vệ, hỏi lúc đó chúng ta có đủ tình thương lớn để che chở, để bảo bọc họ hay không? Và ý nữa, cái quan niệm mà đạo ai nấy giữ và con lớn lên theo đạo nào, muốn theo đạo nào thì theo, con không đồng tình với quan điểm này. Bởi vì đạo ai nấy giữ thì khi mà vào hôn nhân rồi á sẽ gặp rất nhiều chuyện khó khăn trong đó. Ví dụ như chúng ta là một Phật tử, chúng ta muốn ăn chay nhưng chồng chúng ta lại không cho chúng ta ăn chay, lúc đó có sự trở ngại đó, đúng không ạ? Chính vì trở ngại những mâu thuẫn nhỏ thôi, từ từ sẽ sinh ra những mâu thuẫn lớn và xung đột xảy ra, tranh cãi xảy ra. Liệu lúc này chúng ta có được hạnh phúc hay không mà chúng ta quan niệm rằng đạo ai nấy giữ? Rồi nếu như cha mẹ đã có sự mâu thuẫn như thế, liệu con em chúng ta sau này nó có hạnh phúc hay không? Nó thấy cha mẹ theo một tôn giáo nào chăng nữa, nhưng mà thấy cha mẹ luôn xung đột, đấu đá, cãi vã thì nó chẳng tin với cái đạo nào cả, nó chẳng muốn theo đạo nào cả. Số người mà nói đạo ai nấy giữ, con lớn lên muốn theo đạo nào á để họ làm được điều đó á, thực ra rất hiếm, chỉ đếm được đến đầu ngón tay thôi. Nên chúng ta phải xem xét lại cái quan niệm này. Thì chúng con mong muốn rằng trước khi mà mình đến với nhau thì nên tìm hiểu kỹ cái đối tượng mà mình thương yêu có phải là cùng một tiếng nói, cùng một cái đạo mình không, để sau này mình có sự hài hòa hơn, có sự lắng nghe, hiểu biết nhiều hơn, tránh những xung đột,
cãi vã trong cuộc sống. Và chúng ta nên tìm hiểu một đạo Phật chân chính bởi những lời dạy của Ngài rất là uyên thâm. Nhưng hàng đệ tử chúng ta lại quên đi những lời dạy đó, để rồi theo tiếng gọi con tim, rồi từ bỏ những lời dạy cao siêu, rồi tí theo một tôn giáo mới. Đạo Phật á, là đạo đến để thấy. Chúng con xin được ví dụ những đạo Phật á, là một cây bồ đề cao to vững chãi vậy đó. Nhưng chúng ta đứng từ xa, chúng ta thấy một cây bồ đề nó bao trùm lên những cây tầm, cây gởi, một màu vàng, một màu xanh của những cái cây đó, nó che lấp đi cái tán bồ đề. Và chúng ta nhận định rằng đạo Phật gì mà kỳ vậy, đạo Phật gì mà có những mê tín dị đoan, có những cái sự thành quyền trong đó, đạo Phật gì mà hướng chúng sanh đến sự đau khổ như thế. Rồi chúng ta quay lưng với đạo Phật. Nhưng chúng ta hãy một lần đến gần gốc bồ đề, chúng ta hãy thấy rằng à, thì ra đây là gốc bồ đề này, đây là thanh bồ đề này, đây là lá bồ đề này, còn những thứ kia là những thứ ăn theo, những thứ nương tựa vào giáo lý của Đức Phật, họ mượn, họ gắn ghép để họ trục lợi cho bản thân. Nếu như chúng ta có cái nhìn rõ ràng như thế, biết đâu là đạo Phật chân chính, thì chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ cái đạo của chúng ta đang theo. Do chúng ta với cách nhìn thiện cận, cách nhìn của những người chưa hiểu biết, chưa hiểu rõ về đạo Phật, nên chúng ta vội vàng phủ nhận một đạo Phật một cách chung chung nhất. Nên đạo Phật là đạo đến để thấy, thấy rồi chúng ta sẽ thực hành những lời dạy của Đức Phật, chúng ta sẽ có những cái niềm an lạc, hạnh phúc trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.